Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GHP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí hỗ trợ các em học môn vật lý lớp 7. Hôm nay thầy dạy bài số 4, định luật phản xạ ánh sáng. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em hiểu, giải thích và hiểu các hiện tượng trong cuộc sống về hình ảnh nhìn qua gương soi. Hoặc khi nhìn xuống mặt hồ yên lặng, ta lại thấy bóng của cây xanh bên bờ hồ, thấy mây trời đang bay dưới mặt nước, vân vân. Bây giờ chúng ta học về mới. Gương phẳng là gương mà chúng ta thường hay dùng soi hàng ngày để chỉnh đốn trang phục đi học. Bây giờ thầy sẽ cho các em thấy một số hình ảnh gương phẳng trong thực tế. Đây là hình ảnh của một em bé soi gương, và các em thấy hình ảnh trong gương này mà chúng ta quan sát được thì gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Chúng ta quan sát hình ảnh thứ hai, hình ảnh của cô gái đang còn soi gương. Ở phía ngoài này là người thật và ảnh ở trong này này, các em này, là ảnh qua gương soi, tức là ảnh của vật tạo bởi gương. Hoặc là trường hợp tiếp theo là khi các em nhìn cái mặt hồ yên lặng thì các em thấy ở dưới mặt hồ này có một rặng cây ở phía bờ hồ, và chúng ta cũng còn nhìn thấy áng mây trời bay xa xa này ở dưới mặt hồ. Thì khi đó mặt hồ này trở thành giống như một cái gương soi, và hình ảnh ở dưới mặt hồ này gọi là ảnh của vật tạo bởi gương, tức là trong trường hợp này là mặt hồ. Vậy từ đây chúng ta hình thành một khái niệm, đó là ảnh của một vật tạo bởi gương. Qua quan sát hiện tượng, ta nói hình ảnh của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Như vậy là ảnh của vật tạo bởi gương là ảnh mà chúng ta quan sát được ở trong gương. Bây giờ chúng ta sang mục thứ hai là định luật phản xạ ánh sáng, để chúng ta giải thích tại sao chúng ta phải thấy được ảnh của mình khi soi gương ở trong gương. Định luật này giúp chúng ta hiểu được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng như thế nào. Mục một nhỏ đó là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Thế nào là hiện tượng phản xạ ánh sáng? Bây giờ chúng ta quay lại hình ảnh thực tế. Tại sao chúng ta thấy hình ảnh của rặng cây là hình thật này, in bóng dưới mặt hồ nước yên lặng? Là bởi vì khi đó vào ban ngày, ánh sáng của mặt trời sẽ chiếu xuống hàng cây, và ánh sáng của các cây xanh này nó truyền tới mặt hồ rất phẳng và phản chiếu đến mắt ta. Do đó chúng ta thấy hình ảnh của hàng cây ở dưới mặt hồ. Hiện tượng như thế người ta gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Để hiểu như thế nào là hiện tượng phản xạ ánh sáng thì chúng ta đi vào nghiên cứu qua thí nghiệm sau đây. Trên màn hình thầy chuẩn bị một gương phẳng. Các em thấy đây là gương phẳng. Phía này là mặt sau gương, phía trước này là mặt trước gương. Giả sử ở cái vị trí thầy đóng một chỉ đây là có hình ảnh của một cái cầu. Các em thấy hình ảnh của một cái cầu. Để đại diện trùm sáng là gồm nhiều tia sáng, cho nên thầy chỉ vẽ 3 tia sáng từ hình ảnh này đến gương. Ở trước này là hình thật, còn sau này là hình. Hình này gọi là hình ảo. Nếu chúng ta để gương xa
thì chúng ta thấy hình ảo đó xa. Nếu chúng ta để gương gần thì chúng ta thấy hình ảo đó gần. Nếu chúng ta chạm vào mặt gương thì hình thật với hình ảo chạm nhau. Tia thứ nhất đi từ hình ảnh của cái cầu đến mặt gương thì tia này người ta gọi là tia tới. Sau đó gặp mặt gương, tia này phản xạ lại thì tia này người ta gọi là tia phản xạ. Điểm giao nhau giữa tia tới và tia phản xạ ở trên mặt gương người ta gọi là điểm tới. Tương tự như vậy, tia tới từ hình ảnh của cái cầu đến mặt gương phản xạ lại. Tia thứ hai này này, thầy đồng quân chị, thì tia này là tia tới. Tia tới này có tia phản xạ như thầy chỉ ở mũi tên, và giao điểm của tia tới và tia phản xạ nằm trên mặt gương này người ta gọi là điểm tới. Tia thứ ba là tia đi từ hình ảnh cái cầu xuống mặt gương, tia này là tia tới. Sau đó gặp mặt gương, tia này phản xạ lại thì tia này là tia phản xạ, và giao điểm của tia phản xạ và tia tới gọi là điểm tới. Có một trường hợp rất đặc biệt, đó là tia tới nó vuông góc với mặt gương kiểu này các em này, thì tia tới và tia phản xạ nó trùng nhau. Các em quan sát hình ảnh, ở trong thí nghiệm này hình ảnh mà thầy tô màu đây là hình ảnh của gương soi. Tia tới thứ nhất đi đến điểm tới và có tia phản xạ thứ nhất của nó đi lên. Thì sẽ tia thứ hai là tia tới đi đến điểm tới và sau đó có tia phản xạ đi lên. Đường thẳng IN này nó có một cái vị trí rất đặc biệt, các em quan sát để các em nhận xét cho thầy. Các em thấy cái mặt phẳng chứa tia tới với tia phản xạ nó vuông góc với cái mặt phẳng của gương này, và cái đường thẳng IN mà vẽ từ điểm tới này thì nó vuông góc với mặt phẳng gương tại điểm Y. Và khi đó người ta nói rằng cái đường thẳng IN này là pháp tuyến của mặt phẳng này tại điểm Y. Và tia tới, tia phản xạ và pháp tuyến này cùng nằm trong một mặt phẳng mà vuông góc với mặt phẳng gương tại điểm Y. Thì trong quá trình các em vẽ hình thì vẽ như thế nào? Trong quá trình vẽ hình thì các em chỉ vẽ ở vị trí này thôi các em. Các em chỉ vẽ vị trí này. Tức là khi đó các em quan niệm rằng mặt phẳng chỉ trở thành một nét. Một nét ngang này các em này. Pháp tuyến IN tia tới, tia phản xạ, tia tới thứ hai, tia phản xạ thứ hai. Như vậy các em quan niệm là nếu các em vẽ thì các em vẽ hình như thế này, chứ chúng ta không vẽ ở trong không gian ba chiều được. Bây giờ các em quan sát lại trong không gian ba chiều một lần nữa. Bây giờ chúng ta tiếp tục bài học. Thế nào là hiện tượng phản xạ ánh sáng? Hiện tượng ta thấy hàng cây dưới mặt hồ là do ánh sáng của hàng cây
truyền tới mặt hồ có bề mặt phẳng phản chiếu đến mặt ta. Như lúc nãy thầy đã nói với các em, hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một thí nghiệm sau. Chuẩn bị một đèn pin, một gương phẳng. Thầy vẽ như sau. Đây là hình ảnh của gương phẳng. Đèn pin, thầy chỉ vẽ một tia sáng từ điểm S đến điểm Y. Điểm Y là điểm tới. Tia SI này người ta gọi là tia tới. Và sau khi đến điểm Y thì gặp mặt gương thì tia tới này sẽ phản xạ lại theo một tia IR gọi là tia phản xạ. Tia SI như hình vẽ gọi là tia tới. Tia IR như hình vẽ gọi là tia phản xạ. Và điểm Y gọi là điểm tới. Như vậy đây là khái niệm mà các em cần phải chú ý. Thầy có thể thay đổi điểm tới để các em xem. Hoặc thầy có thể thay đổi cái vị trí của đèn pin. Nếu vị trí của đèn pin, ánh sáng của đèn pin mà vuông góc với mặt gương thì tia tới và tia phản xạ trùng nhau. Như vậy qua thí nghiệm này thì các em hiểu thế nào là một tia tới, tia phản xạ và điểm tới. Bây giờ chúng ta sang học mục 2 nhỏ, định luật phản xạ ánh sáng. Đầu tiên thầy chuẩn bị một gương phẳng. Thầy chuẩn bị một đèn pin. Và thầy sẽ thực hiện chiếu như sau. Có một tia sáng SI, tức là đi từ nguồn sáng đến mặt phẳng. Đó là mặt gương. Điểm tới đó là điểm Y. Khi đó chúng ta sẽ có một tia phản xạ IR như chúng ta đã biết. Từ Y thì dừng pháp tuyến IN. Tia SI sẽ được xác định, tức là cái vị trí của nó được xác định khi ta biết cái độ lớn của góc SIN. Và tia phản xạ IR cũng được xác định khi chúng ta biết độ lớn của góc NIR. Dĩ nhiên hai góc này là góc nhọn. Bây giờ thầy tiến hành đo như sau. Ở vị trí này thì thầy sẽ dùng một thước đo độ để thầy đo. Thầy đặt thước đo độ có tâm của thước nằm ở vị trí đó là điểm tới Y. Và các em thấy góc SIN và góc NIR là bằng nhau. Các em nhìn trên hình vẽ. Bây giờ chúng ta thực hiện phép đo. Trong trường hợp thứ nhất là góc SIN bằng 48 độ và góc NIR hoặc là RIN là cũng bằng 48 độ. Bây giờ thầy thay đổi. Góc SIN 53 độ thì góc RIN cũng 53 độ. Các em thấy thầy thay đổi thì góc nó cũng thay đổi, nhưng mà luôn luôn bằng nhau. Và khi đó góc SIN này người ta gọi là góc tới, bởi vì nó xác định tia tới SI. Và góc RIN này là người ta gọi là góc phản xạ,
bởi vì nó xác định tia phản xạ. Chúng ta đo tiếp vài trường hợp nữa. Bây giờ thầy cho góc tới là bằng 40 độ. Thì góc phản xạ cũng bằng 40 độ. Thầy cho góc tới 45 độ. Thì góc phản xạ cũng 45 độ. Thầy cho góc tới 60 độ. Thì góc phản xạ cũng 60 độ. Như vậy, từ đây chúng ta thấy góc tới và góc phản xạ bằng nhau. Như vậy, qua thí nghiệm này thì chúng ta sẽ có các kết luận sau đây. Xét tia tới SI, gọi IN là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại điểm I. Phương của tia tới SI được xác định bởi góc nhỏ SIN bằng I nhỏ, I gọi là góc tới. Phương của tia phản xạ IR xác định bằng góc nhỏ NIR bằng góc I phẩy, I phẩy gọi là góc phản xạ. Và tia tới SI, tia phản xạ IR và pháp tuyến IN thì cùng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng gương. Bây giờ chúng ta làm một thí nghiệm đo góc tới Y và góc phản xạ Y phẩy như vừa rồi. Thì chúng ta thấy từ thí nghiệm ta có góc Y bằng góc Y phẩy. Vậy từ đây chúng ta có định luật phản xạ ánh sáng như sau. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới. Tức là muốn nói tia phản xạ này nè các em này, thì nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. Có nghĩa là ba tia này cùng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng gương tại điểm tới. Và góc phản xạ bằng góc tới, đó chính là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. Bây giờ chúng ta trở lại thí nghiệm. Thầy chuẩn bị một gương phẳng. Và thầy chuẩn bị hình ảnh của một cái cầu khi chiếu vào gương phẳng. Đại diện cho chùm sáng truyền từ hình ảnh của cái cầu ban ngày này vào mặt gương thì chúng ta có ba tia tới. Tia thứ nhất, em nhìn cái mũi tên thầy chỉ, có tia phản xạ. Tia tới thứ hai là tia thầy đang còn chỉ và có tia phản xạ. Tia tới thứ ba, thầy đang còn chỉ và có tia phản xạ. Như vậy là chúng ta hiểu như thế nào là tia tới và tia phản xạ. Thì bây giờ làm sao chúng ta biết được lý do gì chúng ta lại thấy vật ở trong gương này, tức là vật ở phía sau này. Thì bằng hình ảnh thì các em cũng thấy rằng đây là ảnh thật. Còn bên này là ảnh tạo bởi gương phẳng. Chắc chắn là ảnh ảo bởi vì chúng ta không hứng được trên màn hình. Đây là hình ảnh. Chúng ta nhìn vào gương phẳng thì chúng ta lại thấy ảnh
của cái cầu. Tuy nhiên ảnh của cái cầu rọi vào mắt ta, đó là ảnh ngược. Các em thấy ảnh ngược. Nếu cái cầu xuôi thì khi nhìn ảnh ở trong mắt là nó lại ngược lại. Thế thì bây giờ để hiểu tại sao ảnh của một vật thật chúng ta thấy được ở trong gương để giải thích hiện tượng này, thì video kế tiếp thầy sẽ giải thích cho các em tại sao khi chúng ta nhìn vào gương thì chúng ta lại thấy ảnh của một vật trong gương. Bây giờ thầy thay đổi hình ảnh khác để các em quan sát. Hình ảnh của một con hổ. Ở trong gương. Hình ảnh của một con hổ thật. Khi nhìn vào gương thì chúng ta thấy có ảnh ở phía sau gương. Có mắt chúng ta cảm nhận được điều này. Là con hổ này nó ngược chiều. Để hiểu hơn vấn đề này thì video kế tiếp chúng ta sẽ giải thích. Như vậy qua bài học này các em nắm hai vấn đề. Qua một gương phản bao giờ chúng ta cũng nhìn thấy ảnh của một vật ở trong gương, gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Và khi chúng ta nhìn thấy ảnh của một vật tạo bởi gương như thế thì người ta nói đó là một hiện tượng phản xạ ánh sáng. Và chúng ta đã biết được định luật phản xạ ánh sáng, đó là tia phản xạ thì nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới, và góc tới luôn luôn bằng góc phản xạ. Đây là hai kiến thức cơ bản. Từ đó sẽ giải thích ở video kế tiếp tại sao nhìn vào trong gương chúng ta thấy ảnh của vật tạo bởi gương. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức JP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.